chứng minh của anh là 2017. Em ghi lại luôn này. Thế nên các bạn nguyên đơn, bị đơn mà người có sự lợi ích kinh doanh nào có anh ơi bảo vệ cho các bạn. Nãy giờ anh ngồi anh cứ tưởng là anh bị cáo. Bị cáo anh có phải tham khảo mô hình phòng xử lý của xã A chứ anh nhá. Anh đâu biết đâu. Ngồi anh giữ xã thế ngồi. Tôi lại phải đi tìm hỏi xem phòng nào. Thì đó, bạn như đó bị rơi lại trên đây là mọi người dưới chốt cực lắm nhưng tôi tin phổ biến mọi người. Đối với phòng xử án, khi vào phòng xử án mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra như của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa, nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, tiền đơn, khẩu hiệu và tài liệu đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa và phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời các giấy tờ có liên quan cho thư ký tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của thư ký phiên tòa. Trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời các giấy tờ có liên quan cho thư ký thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án trừ trường hợp bị tòa án triệu tập. Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc, có thái độ tôn trọng hội đồng xét xử, giữ chấp tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của chủ đại phiên tòa. Mong là mọi người chấp hành cái điều này để một cái chú ý là không nói chuyện riêng mà chấp hành theo sự điều khiển của chủ đại phiên tòa. Không đội mũ nón đeo kính màu trong phòng xử án trừ trường hợp có lý do chính đáng được chủ đại phiên tòa cho phép. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng xử án. Không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. Ở đây thì tất cả các quy định này thì đều là nội quy của phòng xử án, nhưng mà đề nghị mọi người cũng lưu ý là không sử dụng điện thoại di động trong phòng xử án, đúng không ạ? Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt khác của chủ tại phiên tòa. Thì khi hội đồng xét xử ra vào phòng nghị án theo yêu cầu của thư ký tòa án thì đề nghị mọi người chấp hành thì thư ký yêu cầu mọi người đứng dậy, còn được phép chủ tại phiên tòa mọi người ngồi xuống. Bị cáo đang bị tạm giam thì được tiếp xúc với người vào giữa vì tiếp xúc của những người khác phải được phép của chủ tại phiên tòa. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải có mặt trong phiên tòa trong suốt quá trình xét xử vụ án, trừ trường hợp chủ tại phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng. Chỉ những người được hội đồng xét xử cho phép mới được hỏi trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để họ trả lời hoặc phát biểu. Người vi phạm nội quy phòng xử án thì tùy trường hợp có thể bị chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cho nên tôi đã phổ biến xong toàn bộ nội quy phòng xử án, đề nghị mọi người chấp hành.
không được ăn uống. Không, nhưng mà trong